Tôi khởi nghiệp em quay năm 48 tuổi. Vậy làm em quay có khó không? Muốn thành công em quay thì tôi phải làm gì? Từ nhỏ tôi đã có giấc mơ các anh chị. Tôi mơ mình có một cuộc sống rất là tốt. Tôi mơ sau này tôi có những đứa con, cuộc sống con tôi cũng sẽ tốt. Nhưng mà sau khi lập gia đình, sau 30 năm bươn chải ngoài đời, tôi làm rất là nhiều nghề nhưng không thực hiện được giấc mơ mà tôi từng mơ ước. Tôi tin người bạn của tôi và tôi dùng sản phẩm, thay đổi sản phẩm tiêu dùng của tôi, thay đổi được sức khỏe của tôi, thay đổi được sắc diện của tôi. Sau đó tôi lan tỏa nhiều người thì cuối cùng tôi lại vào chính sách kinh doanh của em quay. Những ngày đầu tiên tiền tôi không có nhiều đâu các anh chị, nhưng mà tôi cảm thấy tôi vui. Vui là gì? Lan tỏa được những dòng sản phẩm tốt đến cho mọi người. Và tôi cảm thấy đây là một chính sách là giúp người khác và giúp chính mình. Nên tôi liên tục hành động. Sau đó tôi có đội nhóm các anh chị và tôi thành công. Vậy qua một cái quá trình để đạt được ngày hôm nay tôi là Diamond. Thành công Diamond thì các anh chị cảm thấy rất là hưng phấn đúng không? Các anh chị cuộc sống rất là tốt. Nhưng qua một cái quá trình để nỗ lực như thế nào, các anh chị đừng ngưỡng mộ Diamond của tôi mà hãy nhìn lại quá trình của tôi nỗ lực. Xin hẹn gặp lại các anh chị ở Hà Nội.